hiện trường hợp dương tính sớm. Do vậy, ngay sau khi nhận được bộ test nhanh do chính phủ hỗ trợ, thành phố Hồ Chí Minh đã lập tức triển khai thí điểm tại khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông người và các quận huyện. Rà soát các khu cách ly tập trung, kiểm tra chặt chẽ các khu vực này. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu khẩn trương thành lập trung tâm thông tin để thu thập, kết nối dữ liệu, thực hiện việc phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh và trung tâm phân phối trang thiết bị y tế có đủ thẩm quyền để đáp ứng kịp thời việc cung ứng thiết bị, vật tư cho việc phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Bắc Giang cho biết, tỉnh này đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, ổ dịch khu công nghiệp được khống chế. Tâm dịch lớn nhất huyện Việt Yên không còn là vùng nguy hiểm trên bản đồ dịch tễ của tỉnh Bắc Giang. 13.000 lao động tại 3 khu công nghiệp gồm Đình Chám, Quang Châu và Vân Trung, Việt Yên đã trở lại làm việc trong điều kiện an toàn, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia. Hiện Bắc Giang chỉ còn ổ dịch thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn vẫn phát sinh các ca nhiễm mới, nhưng cơ bản đã khoanh vùng, ít có khả năng lây lan trong cộng đồng. Dự báo trong vài ngày tới, số F0 vẫn phát sinh, song không nhiều, chủ yếu trong một số khu cách ly tập trung và khu phong tỏa của huyện Lục Ngạn. Ngành chức năng yêu cầu huyện Lục Ngạn tiếp tục phân loại, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ cao. Với số lượng người cách ly tập trung đông 1.125 người, huyện cần quản lý chặt chẽ các khu cách ly, bố trí sắp xếp nơi ở, khu vực sinh hoạt của từng đối tượng khoa học hợp lý, không để lây nhiễm chéo. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh cho biết tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là 9 F1 liên quan tới chùm ca bệnh ở Hà Tĩnh đã được cách ly trước đó, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện trú tại thôn Đông Hà 1 và thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Tất cả các trường hợp này đều là F1 và liên quan tới 2 chùm ca bệnh đã được cách ly trước đó. Trước đó, Hà Tĩnh cũng ghi nhận một số trường hợp là trẻ mới chỉ 3 tuổi, thậm chí chưa đầy 1 tuổi dương tính với COVID-19. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các trường hợp liên quan để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly kịp thời. Như vậy, tính từ ngày 4 tháng 6 cho tới nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 110 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine Spikevax, tên gọi khác là vaccine Moderna. Vaccine Moderna là một trong số các vaccine ngừa COVID-19 được quan tâm nhiều nhất hiện nay và được sử dụng nhiều tại Mỹ và châu Âu. Trước đó, ngoài vaccine Moderna Spikevax, đã có 4 loại vaccine khác được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm AstraZeneca của Anh, Thụy Điển, Sputnik của Nga, Pfizer của Mỹ, Verocell của Trung Quốc. Đến nay, Việt Nam đã đàm phán với Zhilin Pharma được 5 triệu liều vaccine Moderna và vẫn đang tiếp tục trao đổi để có thêm. Vaccine Moderna sử dụng công nghệ mRNA. Đây là công nghệ sản xuất vaccine mới nhất hiện nay. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy ở những người 18 tuổi trở lên, vaccine Moderna đạt hiệu quả 94,1% trong việc phòng ngừa lây nhiễm vaccine COVID-19 ở những người đã tiêm 2 liều. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Trong đó, 115 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, có 10 trường điểm chuẩn từ 48 điểm trở lên. Trong đó, điểm trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Chu Văn An cao kỷ lục với 53,3 điểm. Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An nhiều năm liên tiếp dẫn đầu trong hơn 100 trường trung học phổ thông công lập không chuyên ở Hà Nội về chất lượng học sinh đầu vào. Trung bình mỗi môn học phải đạt trên 8,88 mới trúng tuyển. Xếp thứ hai là Trường Trung học Phổ thông Kim Liên với 50,25 điểm, tức trung bình mỗi môn cũng phải đạt 8,375 điểm. Trường Yên Hòa tiếp tục đứng thứ ba với 50 điểm. 7 trường còn lại trong top 10 đều lấy điểm trúng tuyển từ 48 trở lên, trong đó trường trung học phổ thông Nhân Chính thấp nhất. So với năm 2020, những cái tên trong top 10 không thay đổi nhưng thứ tự có thể dịch chuyển. Như vậy, để vào được các trường top 10 điểm chuẩn của Hà Nội năm nay, thí sinh phải đạt 8 điểm mỗi môn trở lên. Ngược lại, nếu xét theo mức trung bình 5 điểm mỗi môn, có 28 trên 115 trường lấy điểm chuẩn dưới 30, thậm chí chỉ có 18,05 như trường trung học phổ thông Bát Bạt, trường trung học phổ thông Minh Quang, trung bình mỗi thí sinh chỉ cần đạt 3,01 là trúng tuyển. Tuy nhiên, cũng có thể thấy hầu hết những trường có mức điểm chuẩn thấp tập trung ở các huyện ngoại thành, có số nguyện vọng còn thấp hơn cả chỉ tiêu được phân.
Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến phụ huynh và học sinh về ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, nhiều ý kiến của phụ huynh học sinh đã chia sẻ mong muốn thành phố sẽ lùi ngày thi tốt nghiệp để đảm bảo an toàn khi diễn biến dịch bệnh còn phức tạp. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Dù đã chuẩn bị rất kỹ và sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, thế nhưng Xuân Như lại muốn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Đảm bảo an toàn tối đa là điều mà em và nhiều học sinh cuối cấp mong muốn. Thi đợt 2 thì tụi em sẽ bị áp lực tâm lý hơn, nhưng mà bù lại thì tụi em sẽ có được một cái khoảng thời gian để củng cố thêm lượng kiến thức của mình. Và em nghĩ là nếu như đối với em sẽ thiên về đợt 2 hơn. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày một phức tạp, thì em hy vọng là giáo dục có thể cân nhắc là cái vấn đề mà giờ lại ngày thi để có thể bảo toàn về sức khỏe của tụi em cũng như là những bạn học sinh khác cùng với gia đình của mình. Trước 3 phương án trong khảo sát ý kiến phụ huynh mà Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đưa ra là phụ huynh yên tâm và đồng ý cho con thi, phụ huynh không yên tâm nhưng vẫn đồng ý cho con thi, phụ huynh không yên tâm và không đồng ý cho con thi. Nhiều phụ huynh đã bày tỏ quan điểm không đồng ý cho con mình thi đợt 1. Theo các phụ huynh, việc tổ chức kỳ thi trong bối cảnh hiện nay là hết sức nguy hiểm và lãng phí. Cứ mỗi ngày thấy là thông tin số ca mắc nó lại tăng lên một cách kỷ lục luôn. Ở trong cộng đồng thì mình cũng không biết là còn bao nhiêu trường hợp chưa có được truy vết. Các con thì cũng chưa có được tiêm vaccine. Cán bộ coi thi thì cũng mới tiêm vaccine thì nó đã có hiệu quả chưa? Đó. Thì lực lượng chức năng thì lại phải phân bố đến các cái khu phong tỏa, khu cách ly rồi. Bây giờ lại tổ chức thi. Thành phố lại đang giãn cách xã hội nữa. Rồi ngành y tế lại đang gồng mình chống dịch. Thì theo ý kiến cá nhân tôi thì việc lùi cái kỳ thi lại vài tuần cũng khá là hợp lý. Tình hình dịch này ai cũng lo. Nên tôi hy vọng tổ chức thi thì phải an toàn cho giáo viên và học sinh. Liệu chúng ta có thể đảm bảo được sự an toàn hay không khi mà trong phòng thi thì chúng ta đảm bảo sự giãn cách, nhưng khi các em bước ra khỏi phòng thi, các em sẽ dồn ứ lại và rất nhiều phụ huynh đang đứng ngoài cổng trường đợi con. Ghi nhận tại ngôi trường này, đại diện nhà trường cho biết có tới 2/3 phụ huynh được khảo sát không muốn con thi tốt nghiệp đợt 1. Thời điểm hiện tại, công tác an dân nên được đẩy lên hàng đầu hơn là kết quả của một kỳ thi. Tôi mong muốn rằng với cái tình hình dịch bệnh này, tôi thiết nghĩ thành phố chúng ta nếu được thì dời cái cuộc thi này lại lần thứ hai, thì để chúng ta đảm bảo cái an toàn về công tác phòng dịch. Thì tôi vẫn cho rằng công tác phòng dịch là công tác hàng đầu, là công tác an dân. Hiện kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh đã được tổng hợp gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến ngày mai 30 tháng 6, thành phố sẽ có quyết định có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đợt 1 hay không.